chúng ta sẽ đến với lại ngôi làng trái cây rau củ quả. Nhiệm vụ của chúng ta là phải tiêu diệt những con quái vật. Thì trước khi bắt đầu vào video thì các bạn đừng quên nhấn vào nút like, nhấn vào nút đăng ký cũng như vào cái chuông để ủng hộ cho mình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào Foodland Survival. Đây là một cái game mà chúng ta phải sinh tồn. Chúng ta phải gọi là gì ta? Làm thế nào đó để sống càng lâu càng tốt. Huy Hoàng sống dài là huyền thoại. Và bây giờ chúng ta mới vô là phải nhận quà trước đã. Lỡ nó có giúp được cái gì thì hoàn thành chương 1 ngày 10 để mở khóa tính năng. Và bây giờ chúng ta sẽ có 3 nhân vật đầu tiên để chúng ta chọn. Đó là Charlie, người ta hay gọi là Chili. Chili là ớt đó mọi người. Jack, Jack này là không phải Jack, các bạn cũng biết Jack nào đúng không? Đây có thể là Jack này, hoặc có thể là Jack kia đấy. Jack Bến Tre, hoặc là Jack, Jack gì ta? Chắc chắn là như vậy rồi. Quả cái chuyện thì em nha. Và cuối cùng là chay chuối. Chay chuối sẽ cho chúng ta 1% cộng 1 cái lộng, cộng 1 tốc độ di chuyển khởi đầu và 2% tốc độ di chuyển. Còn trái bí ngô thì sẽ cho chúng ta giáp và giáp khởi đầu. À, thằng này là nhanh nhẹn này, thằng này là trâu bò này, vậy thì thằng này là sát thương. Và tất cả vũ khí 2 sát thương khởi đầu. Từ vô chơi sát thương cho nó xịn anh em, mà thấy nó khá là giống mấy cái game như là Bồ Tây Toro mấy cái kia đúng không? Nhưng mà cái game này là nó liên quan tới rau củ quả. Và tôi phải sinh tồn càng lâu càng tốt. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành của ngày đầu tiên nhanh vậy. Chúng ta phải chọn cho mình một cái gọi là gì ta, vũ khí để sinh tồn càng lâu càng tốt. Và nó phải gọi là gì ta, có một cái sức công phá cực mạnh, cộng 5 sát thương cung. Cho mình một cái nỏ có 1% cơ hội tiêu diệt luôn kẻ địch. Cho mình cây thì 50 gậy sát thương. Những cái sát thương mà nó liên quan tới cung gậy, những cái gì đó, vật phẩm và cây cung ở giữa thì sẽ cho mình xài cung. Tôi nghĩ là tôi phải mua cây giữa mọi người ạ. Giờ chỉ đủ tiền xài cây giữa thôi. Ok. Bây giờ là vừa cung vừa kiếm này. Thằng nào là láo nháo là cho pháo xe. Ui, cây cung bắn không chết à. Bớt giỡn đi đại ca. Thôi mà thôi kệ đi. Sao level 2 mà tụi nó kiểu tụi nó bu lì quá, tụi nó bắt nạt học đường quá, mặc dù tôi không có đi học. Ok. Mấy con này là mấy con gì đó, mấy con sâu ruồi bọ, mấy nhện đồ lum la, nói chung là mấy con này nó sẽ phá hoại mùa màng. Mùa màng ở đây là gì, là những cái quả rau củ quả là chúng ta đó mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ tăng giáp hay là tăng tầm tấn công hay là tăng sinh su. Tôi nghĩ là tôi sẽ tăng giáp mọi người ạ. Cái việc mình sống sót là mình trâu là rất là quan trọng. Bây giờ 1% cơ hội, nếu mà mình cộng cái này mình sẽ được 2% cơ hội. Thì gây 50 gậy sát thương. Tôi nghĩ là cứ gây. Ở đây chúng ta có thể hợp nhất hai cái cung lại với nhau. Wow, hello. Bây giờ bán được 375, ai ngu. Đồ ngu. Ok. Chúng ta sẽ, tôi đã có được cây cung một sao nè. Bây giờ một viên là một thằng không chết, nó không chết, mặc dù là tôi đã cường hóa cây cung của mình lên rồi. Nó hơi lừa đấy. Yeah boy. Level 3 rồi, tôi cá chắc là bây giờ tôi là đủ sinh tồn rồi. Một tay cầm kiếm, một tay cầm cung. Người ta chỉ có gọi là một cung thủ hoặc là một kiếm sĩ thôi, chứ không thể nào mà kiếm sủng ở lòng sĩ cung hoặc là hay là cung sĩ gì cả. Nghe nó cùi lắm, tại vì cung là người ta sẽ đứng từ xa, không thể nào đứng gần được. Đứng gần là nhiệm vụ của chiến sĩ mà, bởi vậy mã này có nha, vừa cầm cung vừa cầm kiếm. Nice. Mà chơi ớt này, chúng ta cần tốc độ tấn công, tỷ lệ chí mạng hay tốc độ di chuyển. Tôi nghĩ là chúng ta cần tốc độ di chuyển mọi người ạ. Tại vì tôi được cộng tốc độ di chuyển này. Rồi sát thương chí mạng 10% thêm xu. Tôi nghĩ là nên cộng máu đi. Bây giờ còn có cái gì vậy, hết hồn. Trời, bây giờ chúng ta sẽ có túi bột mì cộng 25 sát thủ sát thương, assassin dam, hay là chúng ta nâng cấp mắt cái nỏ luôn. Tôi nghĩ là tăng làm thử cái phi tiêu cho nó phê nha. Cái phi tiêu này thì tôi không biết là nó có đủ mạnh hay không. Cái phi tiêu hình như là nó chọi có 40 mấy đam à. Không sao, ngày Giáng sinh tới rồi, ngày Giáng sinh hết rồi. Vậy mà tôi quên up clip mọi người ạ. Bây giờ các bạn gọi là đưa cho mình thử thách đi. Thử thách sử dụng toàn là kiếm, hay là sử dụng toàn là shuriken, hay là sử dụng toàn là cung, thì các bạn nhớ để lại bình luận bên dưới. Còn bây giờ thì ngày đầu tiên thì chúng ta có gì chơi đó đi mọi người. Chúng ta sẽ tiếp tục cái kunai cũng ngon, cái kiếm cũng ngon.
Tại sao mình không mua hai cây nhỉ? Đồ anh Hải. Ok rồi, bắt đầu đông rồi đấy. Tôi cần một cái kỹ năng gì đó cho nó diện rộng nè. Cho nó diện rộng nè. Trời ơi, đánh cho nó lâu quá. Thôi kệ đi. Bây giờ phải tìm một cái kỹ năng gì đó đánh diện rộng. Né tránh tầm tấn công, tôi nghĩ là mình sẽ lấy, bây giờ giáp thì cũng đủ trâu rồi, lấy một ít tầm tấn công đi để tôi bắn xa hơn. Ôi, thằng kia bị làm chậm rồi ngon. Ô, cây gậy băng được mọi người, chúng ta nên cần một cây gậy băng để nó giúp chúng ta gọi là chạy nhanh hơn. Không có nghĩa là tụi mình chạy cũng vậy à, nhưng mà mấy con quái chạy chậm hơn. Ồ, tôi mới ăn được cái cục cức gì đó, không không, trái cây không ăn cức được, tôi mới ăn được cái gì đó chạy rất là nhanh. Tôi là The Flash. Ô, xin lỗi. Ô, bây giờ tôi có credit phép luôn. Alo, credit đam chứ không phải credit phép. Và bây giờ đâu nha, nó mới cắn con cãi rồi á. Ây da, chắc là chúng ta phải nâng phòng thủ rồi. Không thể để cho nó tiếp cận chúng ta được, nó lếm nhẹ tôi còn gần nửa cây. Thôi. Ok, tôi nghĩ là lần sau tôi sẽ chơi mười mấy cái kiếm luôn. Yeah boy. Cho nó gọi là ông tổ cận chiến mọi người ạ. Ok, các bạn cứ ủng hộ tôi sẽ làm video này cực là sảng khoái dài lâu. Đây có thuốc rồi nè, 1200 tiền mọi người, let's go. Rồi bây giờ chúng ta phải nâng thêm giáp rồi, mặc dù là xu nó cũng quan trọng đó, nhưng mà không có giáp là chết. Nó đấm cho mình rụng nụ. Má, có cái son ở trong đây, nó trang điểm cho quái vật hả? Bây giờ là cú đấm ngang cưng nè. Biết là nó không tiếp cận được, nhưng mà mình sẽ sử dụng cái nắm đấm để đẩy lùi, nhưng mà đẩy không tới. Ôi, cái nắm đấm đấm. Ây à, cái con tắc kè đội mũ ông già Noel này, nó cắn cái đầu quá. Ồ, trên người mình phát hiện cái dòng màu xanh là mình được bảo vệ. Nè, đánh tao đi. Ồ, là mình được bất tử vài giây. Ngon. Rồi, chạy đua chơi. À, chết cha, hết rồi. Oh no. Oh, ok, có cái viên thuốc màu vàng chúng ta phải thử được. Viên thuốc màu vàng. Lê, tụi bay không đánh được tao. Lê. Nhưng mà tôi cảm giác là tụi nó đâm vui dữ vậy. 9 giây, chắc là mình sẽ clear hết cái đám này được. Ok, một pha né rất là lách léo, cắt kéo như là rất là khéo léo luôn. 2000 mấy tiền. Ok, cho cái gì đó xịn xịn coi. Một cây thề, một cây kunai, một cây súng. Để tôi làm quỷ Aki coi. Tôi sống được tới ngày thứ 8 rồi đó mọi người ạ. Tôi vẫn chưa chết nữa. Ok, chúng ta phải làm một cái gọi là gì ta, một cái thử thách gì đó nó mới hay. Thử thách sử dụng tàn súng. Quỷ súng Hải Phòng. Người tàn súng. Hay là chúng ta làm một cái thử thách toàn nắm đấm. Gomino. Người nắm đấm quá trời luôn. Hay là kunai, Naruto, thanh niên mồ côi, các kiểu. Không mẹ không cha, Naruto của Vĩ Hồ. Bắt đầu tôi cảm giác là có những cái con quái vật mới rồi đó. Mấy con này cũ nhưng mà chắc là xong rồi. Có con ruồi nè. Con ruồi mới hơn nè, con ruồi 3 nhát nó mới chết mọi người ạ. Oh my god, tôi sẽ đi ngang qua phòng thủ của tụi nó. Đi ngang qua cái hàng tiền đạo của tụi nó luôn. Tại vì khi mà mình có được bất tử thì mình chơi sợ bố con nào. Khi nào hết bất tử mới chạy thôi. Đây, có cái hộp cá này. Tôi không hiểu sao game này cái hộp cá nó lại quan trọng như vậy. Nó chỉ là cái hộp trong có con cá mà không có xương, không có thịt nữa, nó chỉ có xương thôi, các bạn thấy không? Chạy nhanh này. Úi giời, lên kinh nghiệm. Ui dạ, thằng nào mới đánh tao. Ok, ngày thứ 8 easy luôn mọi người. Và bây giờ 10% tốc độ tấn công, 20 máu, 5 hồi máu. Lần này tôi sẽ tăng tốc độ tấn công mọi người ạ. Rồi, hình như tụi nó có bị thiêu đốt đúng không ta? Hay là cái sát thương đó là sát thương chí mạng nha. Mấy cái này easy rồi. Con tắc kè đó nó không cắn tôi kìa. Oh my god. Tôi cảm thấy tôi là một vị gọi là gì ta, Xavier, một người có thể cứu rỗi cái thế giới này. Đâu người cứu rỗi đâu. Một sát thương gì đâu mà mạnh dưới đây, tôi định chạy vô tôi ăn cái cục màu vàng, nhưng mà bởi vậy người ta nói ham ăn hóc uống thì chết chứ than vãn cái gì. Trời ơi, tôi đã mới giết được 600 mấy con thôi, nhưng mà không sao. Sau cái video này, sau khi video này được đăng lên,
tôi sẽ luyện tập và làm những cái thử thách như là 1000 cái nắm đấm hay là 1000 cái kiếm, 1000 cái súng gì thì các bạn nhớ bình luận bên dưới nha. Còn bây giờ thì video cũng đã dài rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này và hẹn gặp các bạn trong video sau. Bye bye. Peace.